Các bác nhìn vào hình dáng chiếc xe này các bác đoán bao nhiêu tiền ạ? Có lẽ rằng là nhiều bác sẽ nghĩ đây là một chiếc xe vài tỷ đúng không ạ? Thế nhưng mà không ai ngờ rằng chiếc xe này còn vài trăm triệu thôi. Đấy, chỉ còn vài trăm triệu thôi các bác ạ. Mình đã có thể là mua được cái chiếc xe này rồi. Một mẫu xe sang đến từ thương hiệu của Đức, mang tên là Mack các bác nhá. Đấy, chiếc xe này đã sang rồi nhưng mà lại được anh chủ xe độ thêm 100 triệu tiền đồ chơi vào đây nữa rồi nhá. 100 triệu tiền đồ chơi vào chiếc xe rồi. Đây các bác nhìn cho em này. Đây bộ nội thất của xe này. Đấy bộ nội thất của xe này. Và cái màn hình này. Màn hình này không ít tiền đâu các bác nhá. À, màn hình là màn hình của Mack đời cao đấy ạ, chứ không phải là Mack bình thường đâu. Và đây là cần số của chiếc xe. Đấy. Và các bác nhìn những cái phím bấm ở đây nó không bị kém mòn này. À, nhiều con Mack này là cái vị trí phím bấm này là mòn hết rồi nhá. Đây những cái vị trí ở phím bấm này là mòn hết rồi. Đấy, phím bấm ở đây nữa này, mòn hết rồi. Đây nữa này, mòn hết rồi. À, nhiều con đấy ạ, nhiều con mòn hết rồi. Nhưng mà con xe này của em vẫn còn đẹp nguyên, không bị mòn. Đấy, chiếc xe chạy ít các bác nhá, không chạy nhiều đâu. Đây là một chiếc xe chạy ít. Đấy, bác nào mà đang có cái tầm tiền hơn 300 triệu thì mẫu xe này là quá tuyệt vời rồi. Đây nhìn đây các bác có thể là mình thấy được là chiếc xe nó đậm chất sang như thế nào đúng không ạ? Đây em sẽ đi một vòng xung quanh xe cho các bác xem nhá. Đây. Một vòng xung quanh xe. Bên em thì còn rất là nhiều xe nữa hiện tại đang có ở trong siêu thị. Trên 100 chiếc xe các loại với phân khúc tầm tiền trên dưới 100 cho tới trên dưới 5-600 triệu một con các bác nhá. Mình đang có nhu cầu mua ô tô cũ, mình đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương là ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đây đèn này các bác này, đèn xịn sò chưa này, mà hoàn toàn là bằng led các bác nhá, full led luôn. Đây anh em xem xem. Vâng. Đây lộ thất bên trong của xe đây các bác xem này. Đây, có cửa gió thổi phía sau này. Đây là hàng ghế phía sau nhá. Thì em sẽ quay cho các bác mình xem kỹ từng chi tiết một. Đấy, từng chi tiết một luôn. Đây, rất sang trọng chưa. Vâng. Đây, nội thất là da bò nha các bác nhá. Nội thất rất là sang. Rất là nhiều những tính năng an toàn tiện nghi hiện đại được thiết kế lắp đặt ở trên chiếc xe này. Đây, các bác nhìn này, đây thông tin của xe nhá. Và dòng này đấy tôn vỏ nó rất là dày, chạy rất là đầm và rất là chắc chắn, rất là bốc khỏe luôn. Và ngồi ở ghế này, ở đây, ngồi ghế phụ này thì em có thể giới thiệu cho các bác xem một số chức năng. Ở chỗ này có túi khí an toàn nhá. Đây có túi khí an toàn được nằm ở đây. Và thông tin của chiếc xe này bên em đã ghi để trên đây rồi. Đấy, ở trên đây đấy ạ, ở trên đây là gió sấy. Đấy. Sấy kính các bác nhá. Đấy, chỗ này là cảm biến này. Đấy, chỗ này là cảm biến này. Đấy, màn hình xịn. Màn hình này thì rất là nhiều những chức năng. Đấy, mình có thể là xem mình có thể vào mạng bình thường nhá. Mình vào mạng rồi rất là nhiều chức năng luôn. Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe này. Chỗ này vị trí bấm rèm. Đấy. Cái rèm ở đằng sau đấy ạ. Tí em sẽ quay cái rèm sau cho bác xem nhá. Còn đây là cảm biến lùi này. Còn đây là cốp này. Đấy. Cốp nhá, bằng chất liệu da xịn cao cấp đấy ạ. Và trên đây cũng vậy, bằng chất liệu da xịn cao cấp. Đây nữa. Đấy, đăng kiểm của xe thì cũng vừa vẫn còn ít thôi, không còn nhiều đâu. Đấy, còn đến cuối tháng 10 thôi. Sau video này thì em sẽ cho đi đăng kiểm luôn nhá. Đấy, chìa khóa của Mack luôn, chìa khóa xịn nguyên bản theo xe nhá. Và đây đồng hồ này. Đấy, tí em sẽ quay cái phần đồng hồ cho các bác xem này. Đấy, đây là vị trí vòng tua của máy này. Đấy. Còn đây là hiển thị đồng hồ điện tử. Đấy. Như là báo km này, rồi báo một số các ví dụ như có lỗi gì sẽ báo ở chỗ này luôn các bác nhá. Nếu mà xe mà máy bị lỗi gì nó sẽ báo ở đây luôn này. Còn đây là kim xăng rồi kim nhiệt độ này. Đấy. Và có đàm thoại dành tay đây, các bác nhìn nhá. Đây. Tăng giảm âm lượng, đàm thoại dành tay, vô lăng 4 chấu. Vị trí này là vị trí mà mình sẽ điều chỉnh âm thanh. Đây. Đây em vặn này. Đấy, vặn nhá. Chính là vặn cái nút này đấy ạ. Em đang vặn nút này này. Các bác nhìn này. Đấy. Đấy các bác nhá. Rất là nhạy luôn. Đấy ứng dụng này. Mình có thể vào ứng dụng đây. Ứng dụng YouTube này. Đấy, và cài đặt có cả Google Map này. Vào Awix này. Đấy. Càng CF Play mình có thể là tình tải những cái ứng dụng ở trên shop đây. Đấy. Còn đây là vị trí khi mở cửa sẽ báo. Đấy, các bác nhá. Rất là hay luôn. Đấy, đồng hồ này đồng hồ của Mack luôn nhé. Đồng hồ của Mack đấy ạ. Đấy, nhìn rất là xịn sò đúng không ạ. Và sàn của xe đấy ạ. Sàn của xe thì đã được lót thảm trải sàn 5D rồi.
Ở trong thì vẫn là nỉ luôn, ở trong vẫn còn nỉ zin này các bác này. Đấy, trong vẫn còn nỉ zin luôn. Đấy, còn chỗ này là gì? Chỗ này là vị trí mình gạt tàn thuốc này rồi châm tàn thuốc này. Đấy, chỗ này là mình để đồ này, chỗ này là cốp đồ này các bác này. Đấy, cốp đồ đây. Đấy, mẹc thiết kế ra nói là rất là đẳng cấp về khu vực nội thất bên trong, đúng không ạ? Đấy, gương chống chói nhá. Đấy, rồi có đèn ở đây luôn này, đèn ở dưới gương luôn. Và đây là đèn nữa này, đây là đèn trần nhá, dạng đèn led luôn các bác nhá. Đấy, đây, tem xe còn đầy đủ hết này. Ghế của xe thì vẫn là ghế da xịn nguyên bản theo xe, được anh chủ xe anh lót thêm một cái áo ghế bên ngoài. Đấy, ghế da xịn nguyên bản theo xe đấy ạ, nó vẫn còn rất là căng đẹp nhá. Đấy, không bị kém nhá. Đấy, ghế da của xe là không bị kém nhá các bác. Không bị kém đâu. Đấy rồi, bác nào mà mình đang quan tâm đến dòng này hoặc là mình đang tìm hiểu thì mình hãy xem thật kỹ qua video này nhá. Em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Các bác gần xa trên toàn quốc đang quan tâm mình cứ xem thật kỹ vào. Nếu mà thấy ưng chiếc xe này, bàn bạc giá. Đấy, các bác alo bên em để chốt giá nhá. Khi chốt giá thấy phù hợp thì mình sẽ tiến hành làm thủ tục nhá, và bên em sẽ chuyển xe tới tận nơi, mang xe tới tận nhà cho các bác xem xe. Mình xem xe xong, kiểm tra xong, thấy ưng thì lúc đó mới xuống tiền. Đây xe về rồi em. Ở đây các bác xem nhá. Và chiếc xe này cũng như là tất cả những mẫu xe khác bên em thì đều đảm bảo và có sự cam kết cho các bác là xe không bị vấn đề là lỗi đâm đụng này, lỗi va chạm, rồi về lỗi ngập nước thủy kích nhá. Đấy, các bác mình hoàn toàn yên tâm nhá. Đây dòng này. Đấy, dòng cửa đây. Riêng cái dòng xe mẹt các bác nhá, là những cái phần răng này của nó rất là dẻo dai luôn. Nó rất là dẻo dai và rất là bền. Và nó dày nhá. Khi mình đóng cửa lại thì nó có cái độ mút và nó có sẽ cái độ có cái độ âm cách âm cách nhiệt đấy ạ. Đấy. Cái độ cách âm cách nhiệt của xe rất là tốt luôn. Cho nên mình ngồi bên trong ấy, cảm giác lái rất là thích, êm ru luôn. Đấy, keo chỉ mép cánh cửa đây các bác này, không bị mất phần nào nhá. Rồi đây là cái phần tắp đi cánh cửa nhá. Đấy, các bác nhìn này, rất là mới luôn đúng không ạ? Những lúc bấm vào đây nhá, các bác nhìn xem một số con ấy là nó bị kém hết rồi, nó bị hỏng hết rồi. Những con này của em là cái nút bấm này của xe vẫn còn nguyên này. Đây này. Đấy. Không bị kém luôn, không bị mòn đúng không ạ? Đây các bác xem. Đấy, lòng trong sơn xi của xe vẫn là sơn zin. Đấy, tem của xe vẫn còn nguyên, móc quá chốt quá còn đẹp này. Đấy, vách cửa thì chỉ có hiện tượng là bị bắn thôi đúng không ạ? Còn lòng trong này sơn xi của xe này nó sáng bóng luôn. Đấy, nó sáng bóng luôn. Chỗ này có viền lốc đây, được thiết kế viền lốc nhìn rất là đẹp mắt và rất là sáng, tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe đúng không ạ? Còn đây là lốc nhá. Kính của xe đều là kính zin và được dán 3M cách nhiệt bên ngoài rồi. Đây, hiển thị đây. À, con này là con mẹc C200 các bác nhá. Được sản xuất năm 2007, đăng ký 2008, số tự động. Máy của xe là máy 2.0. Các bác nhá. À, máy của xe là máy 1.8 nha các bác. Máy 1.8 ạ, chứ không phải máy 2.0 đâu. Em nói là bị nói nhầm. Đấy, la răng đúc. La răng đúc 5 chấu đẹp này, rồi có phanh ABS, có phanh đĩa, tất cả là 4 bánh luôn. Đấy, độ rất là nhiều. Đấy, đèn đằng sau cũng được độ rồi. Và cái phần đuôi đằng sau cũng có độ như là đuôi gió này, rồi body kit ở dưới các bác nhá. Ở bên trên đầu cũng vậy, đã được độ body kit rồi, nhìn rất đẹp mắt luôn. Tiến sẽ quay các bác xem chi tiết phần đầu. Đây là một cái cánh phía sau nữa, để mà quay cho các bác xem đây. Đấy, ra cửa nó rất là đẹp này, răng cũng vậy, ghép cửa đây. Đấy, rất là mới luôn. Đây, các bác xem nhá. Rồi, đây em sẽ mời các bác mình tiến sâu bên trong nội thất. Đây, các bác nhìn này, các bác nhìn này. Đây là phần cánh phần đằng sau này, chỗ này là thiết kế có đây là loa nhá các bác nhá, đây là loa này, rồi cái thanh kia là thanh che nắng, rèm che nắng. Mọi người tôi bé một chút nhá. Vâng, nếu là quay mọi người tôi bé một chút. Đây các bác xem nhá, đang quay mọi người đến xem xe, nói hơi to một chút đúng không? Đây các bác xem,
Sàn đằng sau cũng được lót thảm trải sàn 5D rồi. Đấy, có cửa gió thổi về phía sau này. Đấy, da của xe đều là da xịn, tất cả 4 ghế của xe đều là da xịn nguyên bản nhá. Đấy, trần đây. Đấy, trần đây, trần rất đẹp luôn này. Trần cũng là màu cam luôn. Rồi, vâng. Dạ vâng, bác ạ. Cho nó quay xe. Đây, phía sau của xe đây các bác nhá. Con này được mang biển Hà Nội tên tư nhân và mang biển 5 số rồi. Đây, phía sau thì các bác thấy được thiết kế có body kit đằng sau này. Đây, cốp đằng sau rất là rộng nhá. Đây, cốp sau rất là rộng luôn. Đây, kính đằng sau cũng cọc dán rồi nhá. Đây, còn đây là lốc này. Đây, rất là mới luôn. Đây các bác xem nhá. Đèn LED nhá. Đấy. Và có cảm biến lùi nhá. Đây là những cái mắt cảm biến lùi nhá. Cảm biến lùi thiết kế dọc cái hàng này. Dọc này luôn. Đấy. Bô thì đây, các bác nhìn này. Rất là bật luôn. Một dàn lốp của xe vẫn còn đưa rồi. Chú ơi luôn bé trông cái. Vâng. Sơn xi bóng đẹp. Xe các bác mua về là chỉ việc chạy thôi. Đối với cái máy 1.8 này thì các bác mình sẽ tiêu hao nhiên liệu đấy ạ, tầm khoảng trên dưới 8 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, 7 lít, 8 lít cho đến 9 lít trên 100 km đối với cái chiếc xe mẹc này. Nhiều bác bảo là mẹc nó tốn xăng nhưng mà thực ra là các bác cũng chưa hiểu lắm đúng không ạ. Và những cái dòng xe này ấy thì phải nói thực sự là phải bán cho những người hiểu về xe cơ. Chứ còn nhiều người mà không hiểu cái xe này bảo là cái thứ nhất là cái đời này đi nó tốn xăng này rồi đồ đạc phụ tùng nó hiếm, nó khó, nó đắt này đúng không ạ. Nhưng mà thực ra là bác nào mà đã từng chơi mẹc rồi thì các bác mới hiểu được đúng không ạ. Chứ còn thì bác nào mà chưa chơi mới bắt đầu biết đến dòng này thôi thì em mong các bác mình hãy tìm hiểu thật kỹ nhá. Vì bây giờ phụ tùng nó cũng rất là rẻ rồi, rẻ nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với đợt ngày xưa rồi các bác nhá. Chỉ đắt hơn một số những chiếc xe khác một tí thôi, ta không đắt hơn nhiều đâu. Thế nhưng mà cái dòng xe mẹt đấy ạ, dòng xe Đức nó lại rất là bền, ít khi nó gọi là hỏng hóc vặt đâu. Đấy, các bác nhá, ít khi nó hỏng vặt đâu. Nói chung là về thì như chiếc xe này đấy ạ, thì các bác về chỉ được đi thôi, yên tâm dụng thôi. Vì chiếc này đấy ạ, thì con xe này nó còn khá là tốt, còn tương đối là cứng. Đấy, các bác, ta tiếp tục quay các bác xem đây nhá, đây nòng trong này. Keo chí đây. Đây. Một cái vị trí cánh cửa nó đây. Các bác xem này, đấy em cũng đã quay vị trí này rồi đúng không ạ? Quay thêm cho các bác xem. Và giới thiệu với các bác những cái dòng mẹc này thì hiện tại bên em vẫn còn như là mẹc C, mẹc E rồi mẹc F này các bác nhá. Và vẫn còn tương đối là nhiều những cái dòng xe mẹc như thế này đang được để ở trong siêu thị các bác nhá. Ghế này trang bị thì có ghế điện nhá, cái đồ nhựa của xe là không gãy vỡ nhá. Đây các bác xem, đây cái công tắc bấm chỉnh đèn này, đây các bác nhìn này vẫn rất là đẹp này, chỉ hơi bụi bẩn tí thôi đúng không ạ. Đây, cửa gió cũng vậy là không bị gãy vỡ gì nhá. Đồng hồ em cũng đã giới thiệu rồi đúng không ạ. Đây các bác xem tiếp tục này, lái rất là nhẹ. Và chiếc xe này có chế độ ga tự động cruise control nhá. Đây cần ga tự động đây. Còn đây là xi nhan và gạt mưa các bác nhá. Đấy, em đóng cửa lại nhá. Em đóng cửa lại vì đã quay xong rồi. Chỗ này có nút bấm từ này các bác này, nút bấm từ đây nhá. Đấy, tất nhiên thì xi nhan là có đủ rồi. Em có một con mẹc như thế này nữa, đời 2011, máy 1.8. Mẹc C180 máy 1.8 nhá. Thì con đấy là màu đỏ, đời 2011 con mới rồi. Mới máy đã khác biệt rồi. Và có cả mẹc C đời thấp nữa, có hơn 100 triệu. Đấy, có hơn 100 triệu cũng có một mẹc C đời 2004 các bác nhá. 2004 mẹc C số tự động, máy 1.8. Đấy, hiện tại đang ở trong bãi hơn 100 triệu một tí thôi. Mình có thể nào mua được một chiếc xe mẹc rồi các bác nhá. Bây giờ thì tiếp tục này. Đây các bác nhìn xem này. Đấy, dòng cửa đẹp. Dòng cửa xe rất là đẹp này. Đây, mép cửa này. Phần tắp đi cánh cửa đây các bác nhá. Chiếc xe này âm thanh của xe nghe rất là hay luôn, nghe cực chất cực tính luôn. Bác nào mà mình đến xem xe mình bật luôn cái bộ nhạc của chiếc xe này lên nhá,
xem nhà của chiếc xe này như thế nào nhé. Vâng. Đây, phía sau đây các bác ạ. Rồi. Đóng em hộ em cái cửa với. Rồi đóng rồi em cứ cửa với. Tí đâu xem quay phần bên ngoài cho mọi người xem. Đấy, lực sơn xe rất là sáng bóng này. Rất là sáng bóng luôn. Kính điện lên xuống vù vù luôn nhé. Ở chỗ này này, sơn xi rất là đẹp. Rất là sáng bóng này. Đấy, anh này, quay em một tí không? Xin quay một tí. Vâng, rồi ok anh. Đây, có một anh khách hàng ưu tú cũng biết là số Hải Dương xem xe. Vâng, anh là tính nào vậy anh? Bất động sản Tuấn Khang ở tại Gia Bình Bắc Linh nhá. À, Bắc Linh à? Vâng, ok. Anh em mà có nhu cầu mua đất thì đến Gia Bình Bắc Linh gặp anh tên là gì ạ? Anh Tùng. Bất động sản Tuấn Khang. Vâng ạ, ok, thế rồi. Các anh em mà đưa lên thì cũng nhiều người biết đến anh ấy. Đây em giới thiệu thêm cho bác nhá. Đây, chỗ này là có rửa đèn pha tự động này. Và đây là những cái mắt cảm biến này. Đây, chiếc xe được thiết kế rất là nhiều mắt cảm biến. Đằng sau cũng có và đằng trước cũng vậy, rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, bộ la răng nhìn rất là chất luôn. Và chiếc xe này đây các bác nhìn nhá, cái phần khu vực đầu của xe này được lên form mới rồi. Đấy, nó khác biệt so với lại những chiếc xe đời 2007 khác. Đèn thì có thiết kế đèn bi này và có đèn led bên trong. Chỗ này là có rửa đèn pha này và những cái mắt cảm biến lùi này các bác này. Đấy, có những mắt cảm biến lùi đây. Lực sơn rất là bóng đẹp luôn. Lực sơn xe rất là bóng đẹp này. Tân vỏ căng này. Đấy, có xinh nhan nằm ở trên gương nhé. Đây xinh nhan nằm trên gương đây. Đây đăng kiểm đây. Các bác mình tiếp tục xem này, em quay kỹ để các bác xem nhá. Tôn vỏ dòng xe này như em cũng đã nói là nó rất là dày luôn. Đấy, nó rất là dày, rất là cứng. Riêng cái thép của cái dòng này nó rất là tốt luôn nhá. Có xảy ra bị va chạm đi thì chiếc xe này nó cũng sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với những cái dòng xe khác. Riêng Vios thì không tính đến rồi, đúng không ạ? Đây, phía đằng sau đây nhá. Đây, các bác nhìn này. Cách đến xem xe tại cửa hàng em khá là đông. Khá là đông luôn. Đấy, đang chạy thử xe đây. Bác nào có nhu cầu mua tô cũ thì các bác đến xem xe trực tiếp hoặc là bên em có thể là giao xe, tiếp xe tới tận nơi, chuyển xe tới tận nhà, tới tận cửa nhà các bác luôn để các bác mình thử xe cảm nhận. Đấy, lúc đấy mình mới xuống tiền hay không nhá. Đấy, mình cứ xem xe xong rồi lúc đấy mới chốt. Đây. Các bác này. Kính của xe là nó không bị xước sát gì cả. Đây những cái vị trí này rất là đẹp này, rất là sáng bóng này, rất sáng bóng luôn. Rồi như vậy thì em cũng đã quay xong cái phần nội thất. Bây giờ thì mời các bác xem phần gầm đi. Phần gầm của chiếc xe này xem gầm như thế nào nhá. Đây gầm đây. Gầm thì dòng này được bọc một cái lớp nhựa ở dưới. Đây, lớp nhựa bảo vệ ở dưới các bác nhá. Còn là bạn tiếp tục xong bên đây ạ. Đây các bác nhá, gầm đây. Cái nhựa thì không tính làm gì cả vì cái nhựa này mình có thể tháo ra. Đấy, nhựa này mình có thể tháo ra nhá. Đảm bảo các bác yên tâm là khung sườn là không bị mục mọt nhá, không bị mục mọt. Và về vấn đề đâm đụng như em cũng đã nói ngay đầu video rồi. Các bác mình hoàn toàn yên tâm. Bảo hành cho các bác những vấn đề lỗi đâm đụng và ngập nước các bác nhá. Và an ninh pháp lý nữa, giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ cho các bác luôn, sang tên bất cứ thời điểm nào khi các bác cần, các bác lấy về mình sau này mình sang tên cũng được hoặc mình sang tên ngay cũng được, bất cứ lúc nào nhé. Đây, bây giờ thì mở cabo ra cho các bác xem phần động cơ này. Đây, cabo thì cũng hơi bẩn một chút. Đây là cabo này, lý cabo rất là đẹp này. Đây, khoang máy đẹp này, sạch khô, máy ngổ đổ ngon nhá. Đấy, máy của xe lố ngon. Đấy, chỗ nhựa kia thì em sẽ lắp vào. Đây. Máy êm ru luôn. Máy số bên em cũng đã kiểm tra, máy số rất là chất. Đấy, đứng hơi đứng em đứng kia nó hơi lắng hơi quáng một tí, em sẽ đứng ở đây nói chuyện và giao lưu với bác thêm một lúc nữa nhá. Đấy, chiếc xe này thì các bác cũng đã xem xong là tương đối rồi. Các bác mình muốn xem thêm vị trí nào mình hãy kết nối Zalo với bên em theo hai số điện thoại mà em ghi ở trên đây này các bác này. Đây, hai số điện thoại này nhá, trong đó có cả địa chỉ luôn này, 99
Tân Bình, Hồ Dương. Đây là hai số điện thoại, số 093 858 6307 và 0389 000 555, là số hotline Zalo của bên em luôn. Và giá thì em cũng đã lên đưa lên tiêu đề rồi, cho bác mình nhìn vào đấy mình sẽ biết giá nhá. Tiêu đề đây mình sẽ biết giá thôi. Còn thì vẫn còn lùi, vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng giá. Đấy, cho bác mình thích cái xe nào mình cứ alo bên em nhá. Gọi điện cho bên em trực tiếp để được thương lượng giá này, và những về những vấn đề thủ tục là sang tên đổi chủ, rồi về vấn đề vận chuyển nữa. Đấy, về vấn đề tình trạng xe nữa. Các bác nhá, mình cứ alo trực tiếp. Rồi, video về chiếc xe này thì em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc video này tại đây. Tạm biệt các bác vào những chương trình video lần tiếp theo nha.